cặp vợ chồng bạo hành, đánh đập cụ bà 88 tuổi ở Tiền Giang đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hành chính để điều tra. Một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành giả mang, ép quan hệ tình dục đánh con từ 2 năm trước. Người cha bị dân mạng tìm tận nơi dạy bảo người phụ nữ bị đánh giả mang vì lên mạng nói chồng vô tâm. Ngày 28 tháng 2, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ hành chính vợ chồng Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi và Phạm Thị Loan, 57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy để củng cố hồ sơ điều tra về hành vi bạo hành, đánh đập người già, cụ bà bị vợ chồng Tuấn, Loan bạo hành. Ảnh chụp màn hình hôm 25 tháng 2, đoạn clip dài hơn 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cụ bà bị người phụ nữ liên tục dùng tay đánh vào người. Đoạn clip còn cho thấy, thời điểm trên có một người đàn ông và bé gái chứng kiến, nhưng không có hành động can ngăn. Đáng nói, sau đó, người đàn ông cũng cầm roi đánh bà cụ. Vụ việc chỉ dừng lại khi bé gái nói ông nội về tới. Đoạn clip làm nhiều người bức xúc. Quá trình xác minh, ngành chức năng huyện Chợ Gạo xác định đoạn clip trên xảy ra tại xã An Thạnh Thủy. Người bị bạo hành là cụ VTD, 88 tuổi. Cụ D sống chung với vợ chồng con trai là ông Tuấn. Do cụ bà lớn tuổi, đản trí, lúc nhớ lúc quên, nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng Tuấn dẫn đến vụ bạo hành nói trên. Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy đã cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên tinh thần cụ D. Hiện cụ D đã được người con gái rước về nhà ở và chăm sóc. Cụ bà này có 3 người con, một trai, 2 gái nhưng sống với cháu nội là anh Võ Hùng Tân. Năm 2018, anh Tân qua đời nên bà về sống chung với vợ chồng ông Tuấn cho đến nay. Hiện Công an huyện Chợ Gạo đang phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chồng quăng quật con gái hơn 1 tuổi, quay clip dằn mặt vợ cho xảy ra mâu thuẫn với vợ. Người đàn ông ở Đồng Nai quăng quật con gái hơn 1 tuổi trên trường rồi quay clip gửi cho vợ để dằn mặt. Thiện Chí,